Chiều ngày 21 tháng 5, Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an tỉnh cho biết vừa hoàn tất hồ sơ thẩm định và bàn giao phương tiện cùng tang vật trong vụ khai thác cát sông trái phép cho Công an thành phố Long Xuyên để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Trước đó, vào khoảng 2 giờ 15 phút ngày 16 tháng 5 năm 2022, trên tuyến sông Hậu, đoạn thuộc ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an tỉnh phối hợp cùng lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang Huỳnh Tấn Mẫm, sinh năm 1989, trú tại ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, điều khiển phương tiện ghe gỗ không biển kiểm soát, đang thực hiện hành vi sử dụng máy hút cát từ đáy sông lên phương tiện được khoảng 10 mét khối cát. Qua kiểm tra, Mẫm không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến phương tiện và giấy phép khai thác cát do cơ quan có thẩm quyền cấp. Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tang vật để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.